chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2019-2020, toàn tỉnh có 150 dự án cần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổng diện tích đất thu hồi để bồi thường giải phóng mặt bằng gần 4.700 ha, trong đó có gần 350 ha đất ở. Để đảm bảo nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở, toàn tỉnh sẽ thực hiện đầu tư xây dựng 60 khu tái định cư. Tổng diện tích các khu tái định cư đã được giám sát quy hoạch là hơn 370 ha, với hơn 2.400 lô đất dự kiến được bố trí, tổng vốn đầu tư thực hiện các dự án khoảng 1.700 tỷ đồng. 60 khu tái định cư này được bố trí tại 13 trên 27 huyện, thị xã, thành phố, là thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và các huyện Tĩnh Gia, Vĩnh Lộc, Hòa Lạc, Hoàng Hóa, Nhân Trạch, Thiệu Hóa, Yên Định, Đông Sơn, Đông Cống, Phạm Sơn, Thanh Hóa. Nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án tái định cư bố trí từ quỹ phát triển đất được phân bổ từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn khác theo quy định của pháp luật. Theo dự toán kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích và cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2019 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, các vùng rau an toàn đủ tiêu chí sẽ được hỗ trợ trên 28,6 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Theo đó, huyện Thọ Xuân và đơn vị sẽ được hỗ trợ số kinh phí lớn nhất lên tới 3,4 tỷ đồng. Giúp đỡ các huyện Hoàng Hóa, Lạc Sơn, Yên Định, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc sẽ được hỗ trợ từ hơn 2,2 đến hơn 2,6 tỷ đồng. Các huyện khác như Đông Cống, Hoàng Hóa, dự kiến sẽ được hỗ trợ từ 1,9 đến 5 tỷ đồng. Đây là chính sách hỗ trợ theo quyết định 5008 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018 nhằm thúc đẩy địa phương phát triển các mô hình sản xuất sạch. Chính sách đã không chậm khi có chỉ tiêu bởi giám sát nhiều địa phương tổ chức các dự án triển khai các chương trình sản xuất sạch đẹp đáp ứng yêu cầu của chương trình trong và ngoài tỉnh. Là đô thị du lịch điểm nổi tiếng cả nước, hàng năm thành phố Sầm Sơn đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng. Để đảm bảo cho du khách có những ngày nghỉ trọn vẹn bên gia đình, bạn bè, người thân, vấn đề là khách hàng sẽ không được quan tâm được tiếp tục quan tâm của họ. Hiện nay trên địa bàn thành phố Sầm Sơn có 324 khách sạn nhà nghỉ và ăn và 100 cơ sở dịch vụ thủy hiện đại. Năm nay thành phố Sầm Sơn đặt ra mục tiêu 90% lượng thực phẩm lưu thông trên địa bàn được truy xuất nguồn gốc, 90% thực phẩm được lãnh đạo đơn vị kinh doanh thực phẩm hiểu biết và thực hành đúng đẹp và thực phẩm. 90% cơ sở thực phẩm được kiểm tra định kỳ ngay trong địa bàn, được khám sức khỏe, cấp giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đã ban hành kế hoạch tạm dừng kinh doanh có thể giám sát nguồn gốc thực phẩm và có bệnh truyền nhiễm của thực phẩm. Đồng thời, ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở này và liên hệ kịp thời xử lý các cơ sở doanh nghiệp cố tình vi phạm. Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn tham mưu cho lãnh đạo thành phố có những cái giải pháp ưu tiên pháp luật về tình an toàn thực phẩm đến các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố và mở các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm để cho các cái nhà hàng để bị khách sạn trên địa bàn thành phố nắm bắt được một số kiến thức mới và kịp thời trong cái vấn đề phục vụ ăn uống. Những nỗ lực trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ góp phần nâng cao chất lượng sự hấp dẫn của dịch vụ du lịch Sầm Sơn. Hướng tới 2024 đã cơ cấu thể tăng sự nhập du khách cho ngành hàng khởi sự phục vụ. Nên tỷ lệ châu Phi thường xuất hiện ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trang trại do các hộ không áp dụng quy trình phòng dịch chăn nuôi an toàn sinh học. Ý thức được vấn đề này nên hiện nay cùng với sự tuyên truyền khuyến cáo của ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã chủ động áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh. Hiện nay hầu hết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã tuân thủ nghiêm quy định của cơ quan thú y về tiêm phòng cho đàn lợn, hạn chế để lại ra tại khu vực chăn nuôi, kiểm soát nguồn thức ăn. Đồng thời chủ động mua thêm hóa chất phôi bột để phun tiêu độc khử trùng trong và ngoài khu vực chuồng nuôi để phòng bệnh dịch từ xa. Cũng được sự tuyên truyền của chính quyền nên nhận là cũng biết lực lượng đã nhưng mà về phòng chống của nó có cái bệnh lặn dịch thú thì cũng được cái là sạch sẽ với lại cũng đưa thuốc phòng với lại vôi các thứ đến để đưa vào chuồng trại cho con được an toàn hơn. Cũng bác vôi hồi về cũng là bác vôi và cũng chuẩn bị cũng thuốc lên đầy đủ gia đình cũng cứ làm đầy đủ cho cái sinh hướng của bên thú y của xã đều có. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, trong giai đoạn hiện nay, diễn biến dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp khó lường. Theo tin chưa có vắc xin thuốc điều trị, các hộ chăn nuôi nên áp dụng các biện pháp chăm sóc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để tránh các tình trạng thay đổi hoặc chủ động hơn việc đặt mới nếu có được đặt trong giới không được kiểm soát điều hành tuyệt đối không để con vật không rõ nguồn gốc không đảm bảo chất lượng và không có chỉ. Thời gian gần đây, nhiều nhóm bạn trẻ
Cái phần thứ hai là tuần, nếu hàng ngày nghệ tử trước hoạt động được sốt với cây xanh. Ban đầu chưa nhiều người đứng, nhưng chỉ sau thời gian này, số người đứng đủ đã tăng lên. Có những buổi lương tối thảo thu gom được lên đến 100 kg. Số tiền thu được sau khi bán được nhiều, các bạn đã tiếp tục mua cây xanh để đổi cho một cây nhỏ. Tôi thấy cái dự án này là khá có ý nghĩa. Nó vừa mang lại là một cái môi trường trong sạch và tôi là vừa có cây mang về nên là tôi đã tham gia và tôi đã mang phế liệu của nhà mình đến mang về là để cây sạch. Xuất phát từ việc ý thức bảo vệ môi trường của mọi người trước sau và thực trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng, Lê Ngọc Tín và những người bạn của mình đã dùng đặt ý tưởng thành lập một việc gì đó để phục vụ nhận thức của mọi người cùng chung tay với một cuộc sống xanh sạch đẹp. Bọn mình cũng là những người trẻ cũng tâm huyết trong vấn đề bảo vệ môi trường và thiên nhiên nên là cũng đưa ra những cái ý tưởng, những giải pháp để ngăn chặn những cái cố gắng khắc phục những hậu quả của cái tác hại của môi trường gây ra. Bọn mình chỉ làm được nhỏ thôi. Xác định đây là một việc làm chưa lợi nhuận nhưng Lê Ngọc Tiến và các bạn của mình vẫn rất cần sự tin tưởng nhiều. Bởi vì họ được đóng góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường mới là điều quan trọng nhất. Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Quảng Sơn cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước làm một học sinh tử vong. Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 7 tháng 4, một nhóm học sinh 5 em từ nhau từ tắm ở bãi Xuân Chu thuộc thôn Thủ Trương, xã Thọ Trương, thôn này bị đuối nước. Người dân ở gần bãi sông đã cứu được 3 em lên bờ, còn 2 em bị mất tích. Thi thể của các em được trở lại từ tối sau đó. Các học sinh tử vong được xác định là học sinh thuộc lớp sơ học tại Bình An, trường trung học cơ sở Thọ Trương. Ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Bản tin 19:30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước của chúng tôi. Tại bệnh viện Nhi Trung ương những ngày gần đây, mỗi ngày có 30-55 bệnh nhi đến khám với các dấu hiệu như nhiễm cúm sởi, như sự nhập viện khi bệnh nặng và xuất hiện biến chứng do phát hiện muộn. Nguyên nhân dịch các bệnh này được cho là do thời tiết nắng mưa bất thường, độ ẩm cao, virus cúm sởi dễ phát triển và lây lan. Các bác sĩ khuyến cáo trong thời tiết trong mùa hè này, các phòng tránh tốt nhất cho trẻ chính là tiêm phòng vaccine sởi và cúm, đồng thời vệ sinh sạch sẽ khô tay và tránh xa nơi đông người. Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Tổ chức An toàn Thông tin, trong năm 2018 có khoảng 6 triệu địa chỉ IP của Việt Nam thường xuyên đặt hoặc các mã độc lớn. Việt Nam có tỷ lệ máy tính nhiễm mã độc cao nhất thế giới. Điều này không chỉ gây ra nhiều nguy hại cho các cơ quan tổ chức cũng như người dùng trong nước mà biến Việt Nam trở thành ổ lây nhiễm rộng khắp tại mã độc của thế giới. Thời gian qua, mã độc là tiền tài được cho là một mã độc lây lan mạnh nhất của Việt Nam. Có tới hơn 60% cơ quan doanh nghiệp của Việt Nam bị nhiễm trong mã độc này. Nguyên nhân chính là do các cơ quan doanh nghiệp chưa trang bị giải pháp xử lý tổng thể đồng bộ cho tất cả các máy tính trong mạng nội bộ. Mới đây, tàu cá mang biển số DNA9081 tên Đặng Duy ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang đưa đầu ở quận Sơn Hà phía dưới trên cầu Rồng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Lúc này, ngư dân ngủ lại ở các tàu cá thuộc quận Tân Bình, Tri Hô, Hương Bình chữa cháy dập lửa bị phát hiện. Từ khi bắn, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng đến chữa cháy. Tuy nhiên, chiếc tàu cá còn chứa rất nhiều dầu nhiên liệu nên đám cháy bùng phát dữ dội. Khi đám cháy được khống chế thì toàn bộ ngư lưới cụ trên tàu cá trị giá 500 triệu đồng đã được thiêu rụi cùng phần tước vỏ, thiệt hại tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Hôm qua, công an thành phố Cà Mau bất ngờ tổ chức quán bar karaoke Gold Street nằm ở phường 5 thành phố Cà Mau và phát hiện nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá nằm phơi bày trên bàn và nhà. Một bịch màu trắng nghi là heroin cũng được lực lượng chức năng phát hiện trên các đĩa. Kiểm tra phòng chứa đồ, công an phát hiện một số hành chính và 300 viên nén với màu sắc kích thước khác nhau nghi là thuốc lắc. Trên 100 khách ở quán, sau đó được mời về cơ quan công an để kiểm tra nhanh và kết quả có 96 người dương tính với ma túy. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 19:30 trên các trang website truyền hình Thanh Hóa .vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 19:30 và số điện thoại đường dây nóng 0888 25 3636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 19:30 cùng chương trình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.